Cách chăm sóc lông mày sau điêu khắc quyết định đáng kể vào chất lượng lông mày sau điêu khắc có đẹp hay không. Thực tế có nhiều khách hàng gặp phải những sai lầm tai hại, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng hỏng chân mày sẽ được bật mí trong video ngay sau đây. Sai lầm đầu tiên nhiều người sẽ gặp phải sau điêu khắc lông mày là sử dụng nước hoa rửa mặt hay đi bơi, đi xông hơi. Sau khi điêu khắc, vùng da chân mày sẽ bị tổn thương do quá trình đi dao để đưa màu mực xuống dưới da. Do đó, các vết thương này sẽ dễ bị nhiễm trùng, sưng tấy khi tiếp xúc với nước. Vết khắc chưa lành da, tiếp xúc với nước còn làm mực không thể khô và đọng vẩy. Đây là lý do bạn nên kiêng nước từ 5 ngày đến 1 tuần sau khi điêu khắc. Bạn có thể sử dụng bông tẩy trang để lau các khu vực cần vệ sinh trên mặt. Dao điêu khắc đi sâu xuống dưới tầng trung bì khiến da bị tổn thương nên cần tránh các loại mỹ phẩm kem dưỡng da có chứa các loại hoạt chất như AHA, BHA, retinol. Các hoạt chất này khi tác động lên vùng da tổn thương hoặc da non gây sót, vết thương lâu lành, bong chóc sớm, không giữ đúng mực màu sau bong. Nhiều khách hàng lầm tưởng việc bôi thuốc mỡ sẽ khiến vết thương nhanh lành hơn vì có các hoạt chất kháng khuẩn, kháng viêm. Tuy nhiên, hành động này khiến cho vùng da tổn thương dễ bị nhiễm khuẩn. Khi da có vết thương hở sau điêu khắc chân mày, bạn cần kiêng các nhóm thực phẩm sau ít nhất 1 tuần sau điêu khắc. Thực phẩm gây ngứa, thực phẩm có chứa hàm lượng histamine cao như thủy sản, hải sản, thịt gà, trứng vịt sẽ để lại các hiện tượng ngứa tại vùng da thực hiện điêu khắc. Thực phẩm dễ để lại sẹo, thịt bò, rau muống có thể khiến cho bạn bị sẹo nồi nếu sử dụng trong thời gian sau khi điêu khắc lông mày nhiều lần. Thực phẩm khiến vết thương lâu lành. Các loại thực phẩm như đồ nếp, xôi, bánh chưng sẽ kéo dài thời gian mau lành của vết thương. Vùng da chân mày sau điêu khắc sẽ bong vẩy và mọc da non sẽ khiến bạn cảm thấy ngứa và khó chịu nên sẽ gãi, chà sát hoặc cạnh vẩy để nhanh bong hơn. Sai lầm này thường khiến vùng da dễ bị tổn thương trầm trọng, kéo dài thời gian lành vết thương. Hiện nay, với những công nghệ làm đẹp hiện đại nhất, với công nghệ tạo sợi chân mày tự nhiên Flybrows không gây tổn thương nên bạn không cần thực hiện kiêng khem khắt khe. Để nhận được tư vấn từ những chuyên gia phun xăm hàng đầu, bạn hãy bình luận ngay phía dưới đây để được giải đáp nhé.